Nằm tại nút giao của quốc lộ 18, cao tốc Bắc Ninh Nội Bài và đường tỉnh lộ 295 ở vị trí giao thoa giữa khu công nghiệp Samsung Yên Phong 1 và 2. Công viên sinh thái Samsung Yên Phong có quy mô 5,2 ha với quy hoạch hai hồ điều hòa nước sâu rộng 2,7 ha, kết hợp du lịch giải trí câu cá thư giãn, sản lượng cá, tôm, ba ba, cua, ốc hơn 60 tấn một năm. Vườn dược liệu quý hiếm, sản lượng dược liệu thảo mộc dân tộc như đinh lăng, nghệ vàng hơn 50 tấn một năm, cùng hàng loạt công trình du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe mang phong cách truyền thống Việt Nam. Nơi đây là điểm thú vị nhất và thuận tiện nhất để gặp gỡ thân mật, trao đổi riêng tư, hội đàm công việc của doanh nhân Việt Nam, Hàn Quốc tại Bắc Ninh. Được thiên nhiên ưu ái, bao quanh bởi hai hồ nước, trải dài bên cạnh quốc lộ 18 và đường tỉnh 295, vừa thuận tiện giao thông, kết nối đi khu công nghiệp Samsung Yên Phong 1 và 2, sân bay Nội Bài, công viên sinh thái Samsung Yên Phong là điểm giao lưu văn hóa giữa thành phố Bắc Ninh và thủ đô Hà Nội, tạo nên một khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp, một không gian thư giãn trong trẻo, một kỳ quan thiên nhiên trong lành thuần khiết, mang tới cơ hội kinh doanh sản xuất dịch vụ vô cùng hấp dẫn đang chờ đợi các nhà đầu tư. Tại công viên sinh thái Samsung Yên Phong, hai hồ nước với bến du thuyền câu cá là tâm điểm của những dấu ấn một lần đến mãi không quên cho ngày cưới, cho lễ hội, cho kỷ niệm, cho tiệc tri ân bằng hữu, đối tác. Những ghế ngồi cổ kính bằng gỗ, những xích đu hình tổ chim, những chú chim công bằng hoa, đài phun nước nhân tạo, tượng đá, chòi nghỉ chân ngắm bình minh và hoàng hôn. Vườn sinh vật cảnh kỳ thú, cầu đi bộ gắn liền văn hóa dân ca quan họ, bãi cỏ dã ngoại, vườn cây dược liệu, vườn nướng BBQ, trang trại chăn nuôi sạch, vườn rau sạch. Công viên sinh thái Samsung Yên Phong là nơi bình yên và riêng tư nhất để khách Việt Nam, Hàn Quốc giao lưu gặp gỡ, tọa đàm ẩm thực. Công viên sinh thái Samsung Yên Phong là nơi đẹp nhất để trong đêm tối thả mình lạc lối giữa không gian tuyệt diệu của màn đêm thanh vắng, lắng nghe những giai điệu mê say. Công viên sinh thái Samsung Yên Phong là nơi mang lại hiệu quả đầu tư tuyệt vời trong hoạt động kinh doanh hồ câu cá giải trí, khu nuôi trồng thủy sản năng suất cao như tôm, ba ba, cua, ốc, vườn dược liệu, khu vui chơi thư giãn giữa thiên nhiên cảnh sắc Bắc Ninh rực rỡ, vườn cây ăn quả tươi xanh, hồ nước long lanh. Công viên sinh thái Samsung Yên Phong là nơi thanh lịch và hài hòa văn hóa để đón tiếp đối tác, lãng mạn để hò hẹn, sang trọng để nghỉ dưỡng, thân mật để kết giao bằng hữu, hấp dẫn để đầu tư lâu dài. Hiện nay, chủ đầu tư Palado Việt Nam hoan nghênh chào đón và kêu gọi hợp tác đầu tư trong nước và quốc tế vào công viên sinh thái Samsung Yên Phong. Công viên giải trí ven hồ độc đáo nhất phục vụ doanh nhân Việt Nam và Hàn Quốc, hướng tới hiệu quả sản xuất đạt năng suất cao trong lĩnh vực nuôi thủy sản, trồng dược liệu, trang trại gia cầm sạch, rau quả sạch, kinh doanh ẩm thực, câu cá, vui chơi giải trí hấp dẫn nhất.